Cảm ơn quý vị đã trở lại với Asia Channel cùng với cô Bắc Kỳ nhỏ nhỏ của chúng tôi, nữ ca sĩ Kim MC Thùy Dương. Bắt đầu từ ngày hôm nay chị sẽ gọi em là nữ ca sĩ. Không, chị Tâm Đoan biết không, chị khen như vậy là quá, là bởi vì đó em nghĩ là như thế này. Tại vì ngày hôm nay đó, để chuẩn bị cho cái phỏng vấn này thì em cũng lên cái forum để đọc xem là quý khán thính giả nhận xét như thế nào. Thì có một cái một trong những thành viên của Asia Forum nói là khi mà anh nói là Ngẫu Hứng Đi Qua Cầu là một trong những cái nhạc phẩm anh thích nhất trong chương trình đó, khi mà coi nhạc phẩm này tự nhiên lăn đùng ra mà cười. I was like, oh, I guess that's a good thing. It's a good thing. Just the way he said it. Nhưng mà thì tôi nghĩ là đây là tại vì quý vị thương mà thấy là cái màn trình diễn nó dễ thương thì có thể là quý vị thích. Chứ còn khi mà nói đến giọng hát thì em of course là em không có dám nghĩ tới là mình hát hay. Thật sự ra có muốn hát hay mà có muốn đủ can đảm để đứng trên sân khấu để hát cho quý khán giả mà được người ta yêu tiếng hát của mình, tất nhiên là muốn. Tuy nhiên là em biết là cái giọng hát của mình nó có mực đến đâu. Cho nên là nếu mà có thể mang một cái màn trình diễn mà mang được đến những cái nụ cười hay là để cho quý vị lý thú trong cái thời gian đó thì you know, em sẽ làm tất cả những cái gì mà em có thể làm để mang được cho cái performance, cái màn trình diễn của mình nó đến với quý vị. Chứ còn mà nói mà hay thì em nghĩ là chắc không có, definitely là không có dám. Đúng em, nhưng mà khi mình làm một cái việc gì, em trình diễn một bài hát xong mà khán giả đã xem hết bài từ đầu đến cuối, chị nghĩ đó là một cái sự thành công rồi, đúng không? Cái lời khen nó rất là dễ thương nhưng mà em nói ủa mình hát thì mình hài vậy ta? Well actually em có diễn xuất trong đó một số nữa mà, đúng không? Thưa quý vị là cô này rất là năng nổ trong công việc, là vì khi mà trong lúc tập dượt á thì đáng lẽ là Thùy Dương hát và diễn với lại anh Tường Nguyên thôi, nhưng mà cô xin với anh Hữu Trị, anh Hữu Trị cho em múa với mấy cô, với em thuộc bài rồi, em thuộc rồi. Đáng lẽ là anh Hữu Trị muốn để cho cô tập trung toàn bộ để mà diễn, nhưng mà cổ nói như vậy rồi cổ bung ra là cổ múa mà thưa quý vị đúng y như vậy, cổ thuộc bài còn hơn cả vũ công nữa. Cho nên là cuối cùng là quý vị đã thấy có những động tác múa của Thùy Dương rất là mềm mại, rất là điêu luyện đó. No, for the first time you're very good. Chị thật sự khen tặng em, mượn lời của chú Nam Lộc là thật là đáng khen tặng, đúng không? Em nhớ đó thưa quý vị là khi mà trước khi bước ra sân khấu, trước khi cái màn trình diễn của mình là em quên lời. You did. Mà em quay lại với các vũ công em nói trời ơi các em, chị quên lời. What is it? It happened to me once too in a lifetime. Yes, tại mình quấn đó. Rồi làm sao? Rồi em khi mà chạy ra đó nghĩa là những vũ công họ cũng quay lại đi vào chị cái bài hát nên là như thế này nè, như thế này nè. Em nói ok. Thì khi mà chạy ra đó là khi mà anh Tường Nguyên anh ấy cất lên cái tiếng hát đầu tiên là em nhớ. Okay. And then I was so relieved. Cho nên là trong cái băng, nếu mà quý vị quay coi đó là quý vị sẽ thấy là khi mà anh Tường Nguyên anh hát cái câu đầu tiên một cái là em nhìn sang bên anh ấy cười tươi. Em mới cười tít lò lên. Nhớ lời rồi. Bây giờ tôi đang hiểu cái nụ cười đầu tiên đó rồi. Yes. Wow. I just thought you were very happy to see him. That too. Thưa quý vị là Tâm Đoan thấy ở trên mạng đó có rất là nhiều những cái clip mà Thùy Dương hát live ở ngoài sân khấu, những cái chương trình trình diễn. Thì như vậy là em đã yêu thích cái bộ môn này từ lâu hay là em nó như là một cái hobby thôi, tức là em đi diễn chung rồi em hát cho vui thôi? Dạ. Em nghĩ là những cái clip mà chị thấy, em không có biết là chắc là trên YouTube, thì đây là sau khi mà em được hát trong cuốn đầu tiên của Asia là Đám Cưới Đầu Xuân. Okay. Thì sau khi cái băng đó ra đó thì khi mà thu nhạc phẩm này thì có một số cái khán giả nhận xét là giọng em nghe giống một người nữ ca sĩ nào khác đó. Thì chị Thùy Dương nhớ rất là cái đó là lần đầu tiên mà đã hát trên sân khấu. Thì khi mà ra đó thì kể cả chị Như Quỳnh, chị Như cũng chị cũng nói với em là trời ơi Dương, chị hết hồn đó. You know, em tập mà chị nghe ủa ai hát vậy ta? Thì em không có nghĩ like, and I don't even dream of the comparison. Để mà so sánh như thế vậy, cái đó là quý khán thính giả thương mà nói quá. Nhưng mà ở trung tâm Asia sau cái cuốn băng đó thì có rất là nhiều cái khán giả gọi vào trung tâm và hỏi là tại sao trung tâm lại ghép cho người khác hát để cho Thùy Dương ghép miệng. Cho nên là từ đó đó, khi mà đi show ở bên ngoài thì lúc nào cũng vậy, bầu show và quý khán giả cũng request là em hát để cho quý vị nghe. Thì Thùy Dương có thể đứng trước 1000 người để nói mà không có run, nhưng mà hát trước mặt 1 hay 2 người thôi tự nhiên em run lắm. Cho nên là khi mà cái đó, cho nên là cho nên là cái gì? Cho nên là trước khi là hát là phải uống một chút rượu đỏ để cho nó bớt sợ. Và từ đó mới biết uống rượu đỏ. Bây giờ là nhiều chút hay là một chút? Một chút thôi, tại vì để cho nó mình có cái sự can đảm. Như vậy là em đã thích hát từ lâu chưa? Em từ hồi nhỏ là đã mê hát. I love music. Khi xưa đó là ông ngoại của em là người mà nuôi em lớn, tại vì hồi đó là mẹ em đi làm xa. Ông ngoại thì yêu Chế Linh, yêu Tuấn Vũ, yêu Giao Linh, thì thường nghe những cái cassette tape. Thì từ đó em mới yêu nhạc, nhất là nhạc mùi, nhạc quê hương, là yêu từ nhỏ. Sau này lớn lên đó thì mới khám phá ra là mình quá là run khi mà phải hát trước một vài người. Cho nên là từ đó mà cái hy vọng mà làm ca sĩ là nó không có. Nhưng mà em còn nhớ đó là trong cái year 12, cái cuốn sách mà lưu bút đó, thưa quý vị, là người ta hỏi là lớn lên muốn trở thành cái gì, thì em nói là em muốn trở thành luật sư trong ban ngày, và ban đêm là muốn làm ca sĩ. Congratulations, your dream came true. Đúng không? Em có cảm nhận điều đó không? I don't think I'm a singer, and but you're doing it. That's what you're doing. It is, you know, it's wonderful, and it's. Đây là rất là nhiều những cái kỷ niệm mà rất là vui và. Thì bây giờ mình biết, giờ biết thêm là ông ngoại cũng yêu thích dòng hát Tuấn Vũ, mẹ cũng thích Tuấn Vũ phải không? Em cũng thích Tuấn Vũ. Ba có thích Tuấn Vũ không? Em có gọi về để hỏi cái câu này đó trước khi chuẩn bị. Thích gì ba? Trish á? Trish? Trish? Thì nhạc sau này thì thấy dễ thương đó, nhưng mà cũng có nói là khi xưa thì yêu cô Thanh Lan. Khi mà cô hát một cái nhạc phẩm nào đó mà cô khóc thì ba nói là hồi đó ba mê, nhưng mà bây giờ thì Tam Doan ba cũng mê rồi, sau này Như Quỳnh ba cũng mê các bạn là Andrew. Cảm ơn bác. Em như vậy thì trong cái phạm vi nghệ thuật bây giờ là em có thể nói là em đang làm hết tất cả rồi đó. Thì nếu mà em phải chọn một công việc chính để em làm sẽ là công việc nào? Cái công việc nào nó thể hiện Thùy Dương nhiều nhất? Ok, nếu mà trời mà cho mình một cái giọng hát thiên phú như là Tâm Đoan hay là Băng Tâm hay Như Quỳnh đó, mà không có bị run cầm cập như là sắp sửa bị ra xử hình đó, thì em nghĩ là làm ca sĩ em thấy rất là vui. Tuy nhiên là em được đến với quý khán giả qua MC. Đúng. Và cái đó là một cái thật sự nó là một cái tình cờ khi mà đến với cái nghề MC. It wasn't planned. Nhưng mà vì cái đó mình được gần gũi với quý vị hơn, và mình được tâm sự và chia sẻ cái cuộc sống cũng như là những cái suy nghĩ. Thì đối với em lúc nào MC cũng là cái nghề mà đứng trên sân khấu cho quý khán giả. Chứ không có bao giờ nghĩ là thôi bây giờ mình trở thành ca sĩ. Cái đó là nó chưa có bao giờ enter my mind. Nghĩa là chỉ có lâu lâu mà trung tâm mình thiếu ca sĩ, chỉ là cái gì hồi nãy em lên chỉ là ban đêm thôi phải không? Ban ngày thì MC, ban đêm thì ca sĩ. Cảm ơn em. Và cái câu trả lời của em đó thì chị nghĩ là sẽ làm đặc biệt là một người khán giả rất là vui. Nickname của anh trên forum là không biết là anh hay là chị, nhưng mà tên là Kim Trần 31. Anh nói như vậy: anh rất mê giọng nói của Thùy Dương, làm MC rất là hay và vui nữa. Anh rất thích giọng nói của Thùy Dương ở bên trung tâm Asia, rất là hay lắm. Và anh lúc nào cũng mua băng gốc ủng hộ trung tâm Asia và anh chị em nghệ sĩ. Và nhất là anh ủng hộ Thùy Dương làm MC rất là tài giỏi và dễ thương nữa. Có nghĩa là Kim Trần anh đang ở đâu? Thưa quý vị, thì ra là còn hy vọng bán Bangkok gốc là nhờ cái giọng nói của cô này đây. Cho nên là em stick với lại Thùy Dương là MC, thì chị nghĩ là anh này anh vui lắm nên là còn nói chuyện hoài cho anh nghe. Như vậy thì ở đây chị muốn nhờ em nói một cái câu gì thật là ngọt mật rót vào tai của anh Kim đang xem chương trình, cũng như là chúc quý vị khán giả một mùa xuân trước khi mà mình tạm biệt. Yeah. Trước hết thì em rất là cảm ơn chị đã đọc cái lá thơ đó. It's very nice. I haven't picked it up and it's very beautiful. Chị phải đọc nhiều nơi lắm. Chị tìm một cái người mà phải gọi là yêu Thùy Dương nhất, thì chị thấy cái anh này là yêu nhất rồi đó. Thank you chị. Em cảm ơn Kim Trần, anh Kim Trần 61 phải không? 31 thôi, trừ 61. Trừ 61. Good, good, good. Và thưa quý vị là Thùy Dương rất là cảm ơn quý vị đã có rất là nhiều những cái sự khuyến khích, cũng như là đối với Thùy Dương. Thùy Dương biết là mình còn có rất là nhiều những cái rất là nhiều để học hỏi, và nhất là trao dồi tiếng Việt nhiều hơn để cho quý khán giả, và đến gần để có thể đến gần với quý khán giả hơn. Em biết là được tất cả những cái gì là mình có, là lúc nào em cũng cảm thấy mình rất là may mắn, tại vì mình đã có hơn rất là nhiều người. Cho nên là cảm ơn quý vị đã ủng hộ và có những cái lời khuyến khích trong những thời gian gần qua, và Thùy Dương sẽ cố gắng để làm tất cả những cái gì mà mình có thể làm trong cái khả năng của mình để không có phụ lòng quý khán giả. Thank you. Trong năm mới thì đặc biệt là chị chúc em sẽ tìm được ý trung nhân của em. Nếu không thì cho chị biết, tại vì có một anh đang chờ trên Facebook nhắn với chị là phải gửi cái resume của anh đến với Thùy Dương. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một mùa xuân thật an lành và hạnh phúc. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lão xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái.